Hôm nay Tiến chở hai anh chị đi rút tiền ngân hàng, sẵn đó đi sắm đôi vàng cho chị luôn. Thì Tiến sẽ mời tất cả cô chú và anh chị em hãy đón theo dõi đoạn video này nhé. Thì Tiến có bán những mặt hàng khô, thì mong rằng tất cả cô chú anh em mua khô ủng hộ cho Tiến nhé. Mang thôi đồ này giống hình giám đốc hay chú Tiến ha. Được, tin anh đi. Coi như là ảnh tự nói, tự đưa ra chứ chị được. Không có đòi hỏi ha. Không có đòi hỏi chứ. Không có nói gì chứ. Đâu chị kể lên mới đầu hai người tâm sự mà ảnh nói sao? Mới đầu tâm sự rồi đó là hôm đó cũng có hai tuần phải không anh? Cái đầu ảnh mới nói anh ấy ấy nữa thì anh tính là cho em là tiền là 50 triệu. Rồi. Đó. Rồi tặng cho em một nô bông, một chỉ và 24. Rồi. Đó, chú Miếng Lắc là 5. Rồi Tiến chào tất cả cô chú và các anh chị em nha. Thì hôm nay Tiến với anh Tâm với chị Lại đi sắm vàng cưới ở nhà. Rồi chào khán giả đi hai anh chị. Bây giờ này mình chạy ra chợ Phú Hòa ha. Giờ Tiến sẽ chở hai anh chị đi ra Phú Hòa để mà sắm vàng cái nhà. Bữa nay em tưởng đâu là chỉ vô sắm vàng thôi chứ chưa có làm tiệc. Ai ngờ đâu hai anh chị làm nhiều cái em bất ngờ quá. Không báo trước, không cho hay, không gì hết. Hai người tin tưởng lẫn nhau mà. Tính mà. Thì nói chung ra thì nói chung ra cái buổi ban đầu đó em cũng đã nói là em chỉ là một người chia sẻ thông tin thôi, còn anh chị tâm tìm hiểu với nhau, em cho số rồi tìm hiểu, tự tìm hiểu, tự đến với nhau. Đó, sau này thì cũng đừng có để thừa em cái gì nha. Đúng rồi. Em cũng nói trước trên clip rất là nhiều. Em chỉ là người chia sẻ thông tin thôi. Đó, em cũng mong rằng là hai anh chị là nếu mà trong cuộc sống hai anh chị cũng đã lớn rồi, cũng hiểu rồi, thì mỗi người nhìn một chút là sẽ sống bền thôi. Đó. Chứ mình cái gì chút mà bắt bẻ khỏe là sao không bền đâu. Sống bền không bền đó là do hai anh chị đó, chứ không phải là do em, tại vì anh chị sống chứ không phải em sống. Tôi đánh hai cờ lớn lắm. Không, cờ lớn vui, chị cũng vui mà. Tôi hai cờ lớn lắm. Không, em cũng vậy đó, em thấy vui vẻ. Buồn là không có chịu. Đúng rồi. Có cái nghe nói là chị khó lắm á chị Lại. Không biết ý thì dễ. Hả? Dễ, biết ý thì dễ. Biết ý thì dễ ha. Nhưng chị khó, nói chung là trên đời này ai cũng khó mà. Cái khó đúng với có sai thôi. Thì nói gì chướng sai sai đi kia rồi thì không chịu. Nói đâu cho đàng hoàng. Nói chung nói là ý chị là nói là nói được làm được, được. Đúng không? Đúng. Còn nói mà được mà làm không được thì đừng nên nói. Nói nó không ép, người ta không ép mình phải đúng không? Rồi, đúng rồi. Lựa lời mình qua nói. Cầu này phải không? Qua cầu này chạy ra. Rồi quẹo trái rồi phải. Quẹo phải. Phải. Đây hả? Phải quẹo phải. Phải đây. Phải đây. Đây có tiệm vàng không nè. Mấy cây từ đây mình ra ngoài mấy cây? Trời không biết nữa. Rồi thôi. Tao đi tao dở vụ đó đâu, mình đâu có quan tâm cái vụ đó đâu. Không biết ha. Để ý. Xa xa không? Không xa xa. Cái chỗ còn qua là rút không có được đâu đó, nó cho rút lẻ không đó. Rồi qua con này hơi chạy thẳng. Không, chạy thẳng luôn. Thẳng luôn. Ra đường lớn luôn. Từ đây đi nữa là chạy thẳng hoài luôn. Đây là bắt đầu mình chạy thẳng hoài luôn ha. Thẳng hoài luôn. Ra ngoài đụng cái ngã ba đường Tiến Chánh đó mới quẹo phải nữa. Hồi nào giờ nói chung cái Vĩnh Khánh này là mới đi lần đầu tiên. Ủa vậy hả? Chú không có đi đường này. Đi đường bển á, bữa hổm đi quay cái anh kia tuốt trong kia á. Rồi đi ngang mấy ghé nhà chị đó, bữa đó đó. Đường này ít vòng hơn đường kia chú đi. Đúng rồi, thì đường này thì đường kia thì nó bể quá vòng quá vòng. Mang thôi đồ này giống hình giám đốc hay chú Tiến ha. Mới cô năm lại mà. Anh Tâm này gặp giám đốc rồi. Giám đốc ha. Giám đốc
chứ không dám làm. Dạ, không có, chị là giám đốc, còn anh Tâm là dám làm. Vậy mới hợp chứ. Nói chung anh Tâm này thì Tiến cũng nói với cô chú anh chị em biết ha. Thì anh Tâm thì ảnh không nói mà là anh làm. Lúc mà lên chương trình của Tiến á, ảnh không có nói, ảnh hứa thì cho cái người phụ nữ đó là cái gì hết. Ảnh không có nói, chứ chừng mà ảnh nói Tiến bất ngờ cả nhà. Nói chung mà chị Lài cũng là coi như là cái phước mà không, nhưng mà cái phước của chị Lài đến đâu thì Tiến không có nói trước được. Đó, trong cái cuộc sống hôn nhân thì mình không có thể nào mình nói trước được. Đó, tùy theo cái duyên đó, và hai người. Giờ có cái là ảnh là quyết định chứ. Đúng, cô cũng không có nói chứ. Chị coi tìm như... hiểu hỏi công chuyện làm này cái đồ này nọ gì thôi. Coi như ảnh không nói mà ảnh làm. Không có nói cho tới chừng ảnh nói cái giật mình. Nói thì mình nói lại, trời ơi nói gì được không anh? Coi như là ảnh tự nói, tự đưa ra chứ chị được. Không có đòi hỏi ha. Không có đòi hỏi chứ. Không có nói gì chứ. Đâu chị kể lên mới đầu hai người tâm sự mà ảnh nói sao? Mới đầu tâm sự rồi nên là hôm đó cũng có hai tuần phải không anh? Cái đầu ảnh mới nói, anh ấy ấy nữa thì anh tính là cho em tiền là 50 triệu. Rồi. Đó. Rồi tặng cho em một nô bông một chỉ và 24. Rồi. Đó. Lắc là 5 chỉ và 24. Yeah. Rồi em chịu kiểu nào đó. Rồi nữa anh với em đi ra tiệm vàng nó sắm. Yeah. Rồi mới nói nó có không anh? Mm. Đó, anh ấy có. Anh nói là tin anh đi đó. Yeah. Mà cũng chưa tin nữa. Yeah. Nói là nói vậy thôi. Sợ không dám nói. Sợ không dám nói với ai luôn. Cái đầu cái coi như là như là anh nói là chị chưa tin ha. Không, chưa có tin. Rồi bắt đầu cái mới nói chuyện qua lại đi. Rồi anh mới nói thôi. Rồi mấy học nói có bà chị Tư ở trên đường qua mà miền Campuchia chỉ ở trển. Anh nói thôi cho số ảnh đi đặng nói chuyện chị Tư đó. Mới cho số rồi ảnh lên Zalo đó rồi nói chuyện chị Tư. Đó rồi nói đâu chị Tư nghe thấy số rồi chị Tư chỉ mới alo hỏi chứ anh là ai. Rồi bắt đầu ảnh mới nói tôi là Trọng Lại. Nói thẳng vậy luôn. Nói thẳng luôn. Tôi là Trọng Lại. Nói tôi là Trọng Lại. Bà chị Tư bất cười. Bà cũng cười thôi chứ tội nghiệp bà cũng không nói hết trơn á. Rồi không biết hai người nói chuyện qua lại sao đó. Đó. Rồi thành ra mấy đi ảnh bữa sau ha tối gì đó. Tối phải không anh? Cái đầu mấy điện mới nói vậy đó. Anh mời chị Tư rồi đó. Nói ủa sao anh tin tưởng dữ vậy? Đó, chưa gì trơn mà anh tin tưởng quá á. Cái cừ khà. Không nói sao không tin. Nó rồi bắt đầu cái đó đó tự đó cái đầu mình mới suy nghĩ. Đó, mình nói vậy là chắc có lý à ta, chắc ông này ông nói thiệt à. Tại vì ông mời ông nói chị Tư mình luôn nữa. Đó, rồi thành ra mình suy nghĩ nói chắc ông này chắc ông nói thiệt chứ không ổng không có nói giỡn đâu. Đó. Rồi thành ra là bữa đó nói chị Tư mời chị Tư đó, bắt đầu là mới tin. Mới tin ảnh thôi. Chứ nói với mình là chỉ hỏi thăm qua lợi này kia rồi thôi đó, chứ không có nói gì trơn á. Này chờ thẳng luôn hay gì? Thẳng luôn. Rồi cho em hỏi anh Tâm là cái lý do nào mà anh tâm sự là cũng là bây giờ là cũng là cả tháng rồi ha. Cả tháng rồi mà lý do nào mà anh quyết định anh tặng cái những món quà đó cho chị? Tại vì cũng nói với chương trình của Tiếng Sông Nước với tất cả cô bác anh chị em trên cộng đồng mạng. Thì tôi cũng nói chuyện tình. Thì mình nghĩ người này mình tìm hiểu qua trong cái lời ảnh Tiếng nói, người này nói ra có vẻ là không có lèo lái. Đó, mình lóng lại là người là thiệt tình. Cái đó là mình mới là lên tiếng. Đó, để là cho là coi như sau khi mình coi như là kiểu mà kết hôn các bạn. Để cho như vợ mình nó được nở mặt nở bài chỉ nói tốt bà con. Nhưng mà nói được phải làm được. Rồi vậy là quyết định luôn. Bên đây không tin nữa. Tôi mới nói là nếu mà không tin thì tôi gửi một cái niềm tin trước. Chú đặt niềm tin quá lớn hả?
chưa chân mà chú đặt niềm tin. Giờ hỏi nàng, ngày xưa khi mà chú với bà xã chú chia tay á, chú quen được thêm mấy cô nữa? Ô, cái đó là không kể à? Không, mà bình thường đi đâu có gì. Không có, ý là nói là không chứ kể. Hả? À, coi như là vô số kể hả? Vô số kể luôn. Rồi, dữ hả? Vô số kể luôn hả? Vô số kể luôn. Vậy là anh có cái biết cái quyết nào mà để cho phụ nữ mà đeo theo dữ hả? Rồi, hồi trước tôi cũng học thầy, tôi xin ông chăn cuối. Coi như là xin thầy chăn cuối hả? Xin chăn cuối. Ơi, thôi tôi cũng phải ông luôn. Không có xin chăn đầu tiên với chăn giữa. Nếu chăn đầu tiên với chăn giữa là dữ dằn lắm. Đâu có, anh lấy chăn cuối là hết luôn rồi còn gì nữa đâu. Còn nữa đâu mà chăn đầu với chăn giữa nữa. Lấy chăn cuối là hết luôn rồi. Cái chăn đầu với chăn giữa là cái chỗ là vô, là cái chỗ là tâm sự để vô đề ha. Người phụ nữ là mê mũi đó. Coi vậy là vô đề đó ha. Mà hồi đó anh về em hỏi thiệt nè, anh quen bao nhiêu người mà anh cũng dùng cái chiêu là tung tiền phải không? Không không không. Hả? Không à, không ai ăn tôi được tôi đồng bạc nào đâu. Không hả? Không bao giờ. Mà bây giờ này nàng nói vui thôi nha, chứ là nói thật lòng nha. Thứ nhất nè, là anh cũng không đẹp trai nè. Đúng rồi. Gọi là được thì thôi. Thứ hai nữa là tướng tá thì cũng không gọi là bảnh bao nè. Mà sao mà có cái chiêu gì phụ nữ đeo dữ hả? Hả? Biết đâu, không chừng mình có cái duyên. Cái duyên nha. Tại nó vỏ, nhỏ mà nó nhờ nó có vỏ. nhỏ mà lại có vỏ ha. Nó sống nhờ nó có duyên. Dạ. Chứ mà đẹp trai không có duyên dùng gì thì nó cũng không ra gì. Như em là Thu Anh xa rồi. Chưa lắc rồi. Em đâu có ai đâu. Em cũng là đẹp trai cũng không gọi là đẹp trai, tướng tá cũng gọi là bánh bao cũng không bánh bao, tạm được thôi, cứ coi tạm được thôi. Cũng cỡ 8 điểm. tạm được thôi chứ không có đẹp trai. Tướng tá cũng không bánh bao. 50-50 sống được rồi. 50-50 là được ha chị. Rồi, ok rồi. Chắc em được 50. Được. Trời ơi, bữa mới tìm hiểu thì nói tôi mới có 30 rồi, chưa được có 50 đâu. Ai vậy lại hả? Tôi nói là tôi chứ. Anh nói là anh cho rằng anh chỉ có 30 thôi ha. Chưa được 50. Thôi 30 mà hốt được chỉ là ngon rồi. Đấy, tôi mới đặt là công chúa đó. Công chúa ha. Tâm nghiệp kêu công chúa không? Tại ơi, công chúa ha. Bữa nay dắt công chúa đi sắm vàng ha. Đâu anh nói lại coi. Dắt công chúa rồi công chúa không à, bây giờ dẫn công chúa chứ không phải dắt. Dẫn công chúa. Dắt là những người tàn tật mới dắt. nói chung cái anh Tâm vui vẻ Tâm này anh nói chuyện nhiều cái cũng ba liếu ba liếu đúng không cả nhà. Nói chung là vui, nói vui mà được có con cái có duyên. Có duyên. Giờ mới miệng cũng nói chuyện cũng cười này kia rồi ấy, cũng có duyên. Duyên ha. Anh vui vẻ lắm. Thì nhờ cái duyên. Đúng rồi. Nói chung ra con người ta thì nó mắc cái này thì nó đặng cái lại kia. Chứ đâu có ai hoàn hảo đâu. Ai trên đời này cũng vậy. Nếu mà cái người xấu, thường thường mấy người xấu mà có vợ đẹp đó. Còn mấy người đẹp mà có vợ xấu. Bởi vì ông chồng sắp đặt gì mới là không có bỏ số ai hết. Ai cũng có chồng có vợ hết. Dồ, vậy là tôi bữa nay chúc duyên ngay công chúa. chúng nghe công chúa luôn ha. Điện thoại bật lên nghe tiếng ơi. Công chúa hả? Công chúa đi uống cà phê ăn sáng chưa? Đâu nói chưa, sửa sạn nói chưa rồi, sửa sạn đi được rồi. Gửi ăn sáng với uống cà phê nhiêu tiền? Ở đây 10 với 15 nữa có 25.000 thôi buổi sáng. Gửi qua cho công chúa 50 được không? Nói được, dư sức. Vẫn qua 50 ha. Chị có tài khoản hả? Có hả? Bây giờ có số tài khoản bắn qua bắn lại dễ. Ăn sáng có 10 là có 15.000 20.000 hả? Trong này có 15.000 tô thôi. 15.000 rồi gọi ly nước. Ly cà phê có 8.000 hả? Trời ơi quá rẻ. 10.000 đó. Vậy là hai ông bà xài đâu có ngày đâu có nhiêu tiền đâu. Trời ơi tại ấy hôm đó này rồi buồn đi này kia thôi chứ một lần đâu có đi. Tính mình có mình ên nó cũng buồn, ở nhà cũng có làm gì đâu. Ra bạn bè mấy bà nói chuyện này kia đồ. Chơi vui
về nhà vậy đó, rồi buồn buồn thì lội là chị Sáu với anh Dung đó đó. Đúng rồi, nó chơi ở có nên là buồn lắm, về nhà có nên nó buồn lắm, buồn đi đầu này đầu nọ tâm sự rồi cho đỡ buồn, đâu có đi đâu nữa đâu. Tới phải không? Chạy ra ngoài nữa. Ra tới lũ lớn rồi đó. Ra lũ lớn rồi, quẹo qua, quẹo phải. Quẹo phải chạy thẳng qua luôn đó. Đây lại chợ Phú Hòa đó bao nhiêu cây? Hỏi cô cũng như không? Không có biết đâu. Hỏi cô cũng như không có biết đâu. Tôi ở bển là tôi dặn, tôi hỏi cỡ nào mà còn không biết. Tại biết sao chú Tiến, ảnh chạy xe đưa đò là ảnh phải biết cái đó rồi. Còn mình đi mình đâu có quan tâm đâu. Cái cầu này là đi ra ngoài cũng 5 cây à. Con đổ 5 cây, tại con cái đường này đi hoài. Khoảng 5 cây. Đường lâu ta. Cầu Thọ Sơn. Đó 5-6 cây. Khi mà ý em nói á, khi mà anh ra đó là em mới rồi em chỉ nghĩ là anh ra nhà cho biết vậy thôi. Chứ không có nghĩ là hai anh chị đã quyết định đến với nhau đó. Rồi Tiến không biết cho cái chừng mà cái bữa đó lên xe rồi anh cũng nói nếu mà hai người đến với nhau thì anh tặng cho một chiếc đôi bông một chỉ, là chiếc lắc 5 chỉ, rồi tặng thêm 50 triệu đó. Thì lúc đó thì Tiến chỉ nghĩ là khi nào mới đến với nhau thì anh mới tặng. Ai ngờ đâu hai ông bà bàn tính trước hết trơn rồi. Thì Tiến chưng hửng, bữa nay cũng vậy đó. Bữa nay Tiến tính vô là chở hai anh chị đi sắm vàng thôi. Tôi tính là sắp bảo bệnh. Coi như là vợ tôi không có chịu. Tôi là chuyển tiền qua trước. Chuyển tiền qua luôn. Trời ơi, chú chơi bà quá. Còn cái đôi bông á, thì bây giờ tôi cũng không có biết cái kiểu nào, mà lúc đó là tiền á, thì nó cũng chưa đầy đủ nữa. Cho nên thôi để gửi qua đi rồi đi rút tiền tiền cho đó, rồi sẵn rồi rút rồi mua luôn. Rồi qua đó là tối lại là tôi đưa 10 triệu trước nữa. Coi như là coi như 10 triệu luôn. Điểm đó luôn. Là cái bữa qua đó hả? Bữa qua tối lại á. Đưa 10 triệu luôn. Công nhận chú này chú chơi bạo thiệt chứ. Đưa thêm 1 triệu là coi như là mua đồ đại khách nữa. Đưa thêm tiền triệu đại khách nữa ha. Chú hồi đó chắc cũng thầy đi chơi. Có không chú? Có không anh? Sao? Lần lộn. Anh hồi đó chắc cũng thầy đi chơi. Nói thầy đi chơi được rồi, chứ nói dân chơi thì nó kỳ lắm, đúng không? Đúng rồi. Mà nói chỉ thầy đi chơi thôi. Nói khách láo vậy chứ, nói là cái vùng Kiên Giang với vùng Cà Mau này là không, tôi không có lạ cái chỗ nào hết. Dạ. Bởi vậy đó, bởi vậy con biết trước nói dùng cái từ thầy đi chơi. Đó là lên tới Bạc Liêu luôn, lên cửa nhà mát luôn. Không có lạ cái chỗ nào. Quá. Thường mấy cặp kia là báo cho Tiến trước là trong vòng 10 ngày. Nói Tiến ơi, cái ngày đó là như vậy đó, diễn ra buổi tiệc. Còn hai anh chị nín thinh, không có nói một lời nào, chị cũng không điện cho Tiến luôn, mà cũng không nói cho Tiến một lời nào luôn. Tới chừng đùng ra cái hai anh chị làm bất ngờ. Đúng, đúng.
đúng ra đúng là cái này bất ngờ thiệt. Rồi nói chung ra thì tóm lại thì thôi em cũng chúc hai anh chị sống trăm năm hạnh phúc. Thường thường tiếng chúc chăng sống tới đầu chọc mà thôi đi, đầu chọc nó không hên. Giờ nói rồi tới trăm năm hạnh phúc được rồi. Đó. Thì nói chung ra hồi bây giờ tiếng làm cũng rất là nhiều nữa nha, nhiều cặp đến nhau ở tới bây giờ cũng năm mấy hai năm. Cũng rất là nhiều nha. Có những cái trường hợp thì nói chung ra là không phải là do tiếng, do hai người chung sống với nhau, ăn ở với nhau thành sống bền sống lâu là do hai người chứ không phải do tiếng nữa nha. Nên những có những anh chị không hiểu nói tại tiếng chỗ nào đâu, tiếng đâu có làm gì đâu, tiếng đâu có sống chung ở nhà mà tiếng cũng đâu có suối hai anh chị đến với nhau rồi hai anh chị lại chia tay nhau, tiếng đâu có suối đó. Có nhiều người không biết, không hiểu sao luôn, nói làm mày làm tào lao chỗ nào tiếng không hiểu luôn á. Tiếng chỉ là người ghi hình và chia sẻ thông tin thôi, hai anh cũng như hai anh chị này tự tìm hiểu rồi tự đến với nhau rồi diễn ra buổi tiệc thì nhờ tiếng vô đây để mà tiếng ghi hình cho cô chú anh chị em xem đó, chứ tiếng đâu có lỗi gì ở trong đây mà nhiều người không hiểu cứ nói để thừa tiếng làm không đúng, nghĩ sao làm đúng. Mấy anh bây giờ tiếng nói đơn giản thôi. Bây giờ mình có một người bạn, thì người bạn mình không có vợ thì mình gặp cái cô đó mình chỉ đó, không lẽ rồi chỉ đến với nhau được rồi mốt có chuyện gì rồi chỉ để thừa người bạn mình sao, đúng không cả nhà? Đó. Ừ, ai vậy? Nên ở cái để thừa ông ai này nọ đâu có, người ta là chỉ thôi, còn tự hai người kết nối. Trời ơi, tôi ở cái chú bên An Giang bên đây nè, sao mà nhận được? Nhận gì? Không, tôi đâu có dòng họ anh em gì ở bển đâu, tôi ở nhà trọ ở cái mình lên này, tôi đi rồi là rồi, đâu có ai nhận được. Nhưng mà không có nhận được, đâu có dòng họ, đâu có anh em chị em con cháu gì ở bển đâu mà nhận. Bên đây lập gan hả? Có nói không gọi, nói cô Trang đi, ủa cô ấy đi thì tôi biết. Dạ. Rồi chừng nào lắp? Chiều nay được không chú? Ồ, chiều nay tôi mất công chuyện rồi, ngày mai được không? Ngày mai có hẹn chú mấy giờ được hả? Bây giờ do bển đây bị gì tôi từ An Giang tôi đi xuống chắc cũng cỡ 10 giờ á. Dạ rồi, mai có hẹn chú 10 giờ cho bác sĩ nha. Rồi. Rồi thì bây giờ cũng đã gần tới chỗ sống vàng cả nhà, thì tiến sẽ quay chia sẻ cho cô chú anh em xem. Rồi diễn ra một cái buổi tiệc nhỏ nhỏ thì cho cô chú anh em cũng xem tiếp luôn cả nhà. Đó. Chung ra là quay cái gì là nó thực tế này cả nhà. Sau này không có ai nói gì được hết. Ở đây là chợ Phú Hòa nha cả nhà. Mới nãy thì chở hai anh chị đi Long Xuyên để mà ra ngân hàng rút tiền. Sau khi rút tiền xong thì vô mua vàng. Đây hả? Đây. Điểm này hả? Mua vàng 2018 24 hả? 24 đó bông. Đây xem vàng ở Phú Hoàng nữa nha. Nhiều quá chán mắt hả chị? Không, rồi. Được rồi hả? Rồi đặt hàng trước luôn hả? Đặt để ý mua hổng rồi. Bông hả chị? Bông đây. Không, bông bìa đây. Một chỉ vàng 24. Người ta tặng 18 chặn như trang vợ này. Đây, trời ơi. Chiếc lắc này nhiêu bề cô chủ? Chiếc lắc này nhiêu? Nói đi nói bình thường đi. Khoan, để tôi cân rồi tôi hát đó chị.
chiếc lắc này là 5 chị. Ờ, chị, anh nói à, anh nói đúng ra nha cả nhà. Này là 1 chị. Đó, chiếc lắc 5 chị, đôi vòng chị, đây là tiền vàng thật nha cả nhà. Để tiền không? Đem tiền ra trả tiền. Không, tiền. À, tiền ảnh đưa là 50 triệu hả? Ờ, móc ra cho khán giả xem luôn, sẵn đây nhá, xem luôn. Mới gì đây, trời có luôn ha. Đó. Gấp rẻ, cái này là gấp rẻ thiệt nè. Cái này là 50 ha. 50 triệu để cầm bằng căn luôn kìa. Rồi. 50 triệu chính xác luôn. Rồi và chủ tiệm vàng kiểm tra luôn cái nhà. Đây 50 triệu đúng là rồi trả tiền. Rồi. Rồi. Đó, anh chơi bảnh luôn nha cái nhà. Cho chỉ là một đeo bông như cái lời của ảnh hứa trên chương trình nha, là một đeo bông 1 chỉ. Với tấm đắc 5 chỉ với 50 triệu. Đây là có cô chủ tiệm vàng làm chứng luôn. Kiểm tra luôn giùm luôn. À, có ai mua sắm vàng lại chợ Phú Hòa tiệm vàng tên gì chị? Lực ha, đây tiệm vàng Lực à, ở tại chợ Phú Hòa cái nhà. Vàng bữa nay mấy anh chị? Vàng 24, giá hiện tại bữa nay là 8 triệu 8. Ờ, 8 triệu 8, tiền công 2,5 cái đâu không, tiền công 2,5. Quá đẹp chiếc lắc quá đẹp. Rồi đủ ha. Rồi thôi mấy cái này mình thu gom đơn, thu gom lại. Bầu cua gom về anh chọn. Thấy chị thấy không? 60 tuổi mà còn cưới còn đi được nhiều không? Ngon lành luôn. Cô dâu. Em làm chương trình kết nối thương á, chị bấm vô là tiếng sông nước cho em. Dưới hồ Tiến TV thì em đi quay Thiên Nguyễn. Rồi, thôi cảm ơn chủ nhà vai nha. Rồi thì thôi chạy luôn ha, chạy. Rồi thôi Tiến cũng tạm dừng cái video, thì cũng nhận tất cả cô chú anh em có xem tiếp thì nhớ xem tiếp cái tập tiếp theo của Tiến nha. Còn quay dài nha cả nhà, cho cô chú anh em xem. Đó. Nói chung anh hứa anh nói là làm cả nhà, chứ không phải nói suông.